Thử xem hôm nay bài mới có gì nhé. If Kevin's coming, we're not playing dominoes. He doesn't play fair. Nếu Kevin đến đây, chúng tôi sẽ không chơi domino. Anh ấy chơi không công bằng. Let him have his fun, John. It's only a game. Let him have his door, John. It's his turn. Câu đầu tiên nhá. Cho anh ấy chơi cho vui đi, John. Chỉ là trò chơi thôi mà. If Kevin's coming, we're not playing dominoes. He doesn't play fair. Let him have his fun, John. It's only a game. I saw a great action movie last night. The hero promises to stop some bad guys who are trying to destroy the world. Luckily, he succeeds. Tôi xem một phim hành động tuyệt vời tối hôm qua. Vị anh hùng đã hứa ngăn chặn những kẻ xấu đang cố gắng hủy hoại thế giới. Và rất may mắn anh ấy đã thành công. In the movie, trong phim, the bad guys win. Kẻ xấu đã chiến thắng. The world is saved. Thế giới được cứu. The world is destroyed. Thế giới bị tiêu hủy. Vậy là thứ nhì đúng nha. Thế giới được cứu rỗi nè. The world is safe. I saw a great action movie last night. The hero promises to stop some bad guys who are trying to destroy the world. Luckily, he succeeds. In the movie, the world is saved. How about that Italian place next to the station? Do they do takeout? Cái chỗ tiệm người Ý kế trạm xe lửa thì sao? Họ có bán đồ ăn mang đi không? Pace. Place. Place nè, nơi chỗ nè. How about that Italian place next to the station? Do they do takeout? A lot of animated movies are translated into different languages. The movie Frozen, for example, is available in over 40 languages. Có rất nhiều phim hoạt hình được chuyển ngữ sang những ngôn ngữ khác nhau. Và bộ phim Frozen chẳng hạn đã có hơn 40 thứ tiếng. Frozen can be watched. Vậy là phim Frozen có thể được xem. Only in the winter. Chỉ vào mùa đông. Only in English. Chỉ bằng tiếng Anh. In many languages. Bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vậy là câu cuối nha. A lot of animated movies are translated into different languages. The movie Frozen, for example, is available in over 40 languages. Frozen can be watched in many languages. Vậy thì trong đây có từ translated into. Translated into có nghĩa là dịch sang tiếng gì đó nhá. Translated into. Và languages là ngôn ngữ nha. Languages, ngôn ngữ số nhiều. Animated movies là những cái phim hoạt hình đó. Animated movies. Who's your favorite rock star? Sao nhạc rock bạn thích nhất là ai? Who's your favorite rock star? Score. Score là điểm. Star. Star, đúng rồi. Who's your favorite rock star? My uncle watch any movies except
documentaries. My uncle là ngồi thứ ba số ít, thành ra doesn't nhé. Doesn't, phủ định này. Bác của tôi chẳng xem loại phim nào khác ngoại trừ phim tài liệu. Ok. Except là ngoại trừ hay là trừ ra. Documentaries, documentaries là phim tài liệu. I'm starring in a film about a girl who meets a dragon. Tôi sẽ là nhân vật đóng trong phim về một cô gái gặp gỡ một con rồng. Yeah. About. I'm starring in a film about a girl who meets a dragon. Dragon là con rồng. It's a mystery why people like that music. It's a mystery. Mystery. Why people like that music. Thật là điều huyền bí tại sao người ta thích cái nhạc đấy. Chắc là nó phàn nàn không hiểu tại sao người ta lại thích cái nhạc đấy. It's a mystery why people like that music. Really? I'm not too fond of playing cards. Fond of là thích. Really, I'm not too fond of playing cards. Thật vậy sao? Tôi thực sự không thích chơi bài lắm. Really? I'm not too fond of playing cards. Fond of, là thích, yêu thích gì đó. Fond of. The famous sisters act in several films together. The famous sisters act in several films together. Famous sisters act in several films together. Các chị em nổi tiếng đã đóng trong nhiều phim cùng với nhau. Các chị em nổi tiếng này nè đã đóng trong một vài bộ phim cùng với nhau. The famous sisters act in several films together. Famous là nổi tiếng, còn act, act ở đây có nghĩa là diễn á. Diễn hay là đóng vai. Someone upstairs likes to play the drums till very late. I'm not sure who it could be, because a little old lady lives there by herself. Cái người nói này đang gì? Phàn nàn về một người hàng xóm mua một vài cái trống mới. Hay là người nói này đang chơi trống ở trên lầu. Số 1 nha. Đang là phàn nàn về cái người mà chơi trống vào ban đêm. Someone upstairs likes to play the drums till very late. I'm not sure who it could be, because a little old lady lives there by herself. Có người nào đó chơi trống đến tận đêm khuya mà tôi cũng chẳng biết người đó là ai, tại vì ở đó chỉ có cái bà cụ già sống ở đó. Nghe lại nha. Someone upstairs likes to play the drums till very late. I'm not sure who it could be, because a little old lady lives there by herself. In her biography, she describes herself as a bit boring. Ok, biography là tự sử. Biography.
In her biography, she describes herself as a bit boring. Trong cái tiểu sử của bản thân, cô ấy miêu tả mình hơi nhàm chán. Biography là giống như tiểu sử nha. Describes, miêu tả, boring, nhàm chán, chẳng có gì thú vị. In her biography, she describes herself as a bit boring. We can stay in or go out. We can stay in or go out. Chúng ta có thể ở nhà hay là ra ngoài chơi. We can stay in or go out. You could make a recording for her. You could make a recording for her. Bạn có thể làm một cái bài thao âm cho cô ấy. Recording. You could make a recording for her. Anna, do you want to watch this movie with me? The actors are extraordinary. They wrote the movie and acted in it too. Nghe lại nha. Anna, do you want to watch this movie with me? The actors are extraordinary. They wrote the movie and acted in it too. Anna, có muốn xem cái phim này với tôi không? Phim này rất là tuyệt vời. Diễn viên là người đã viết ra, tức là đã đạo diễn đã viết ra cái phim này và chính họ đã đóng trong bộ phim. Anna, do you want to watch this movie with me? The actors are extraordinary. They wrote the movie and acted in it too. Vậy là người nói này là the speaker, người đang nói này, is impressed by the actor. Is impressed by the actors. Là ấn tượng với các diễn viên trong phim. Acted in the movie, đã đóng trong phim đó. Thinks the actors are boring. Hay là cái người nói này suy nghĩ rằng những diễn viên trong đó thật là chán. Vậy là câu đầu đúng nha. Người nói này ấn tượng bởi các diễn viên trong phim. Anna, do you want to watch this movie with me? The actors are extraordinary. They wrote the movie and acted in it too. The speaker is impressed by the actors. You all want peanut sauce, but Laura doesn't, right? You all want peanut sauce, but Laura doesn't, right? You all want peanut sauce, but Laura doesn't, right? Mọi người đều muốn ăn sốt đậu phộng, nhưng mà Laura thì không thích, có phải không? You all want peanut sauce, but Laura doesn't, right? You all want peanut sauce, but Laura doesn't, right? Whenever I say I want pizza, you say that you don't. You always ask for Chinese. But then whenever I suggest Chinese, you ask for pizza. Nghe lại lần nữa nha. Whenever I say I want pizza, you say that you don't. You always ask for Chinese. But then whenever I suggest Chinese, you ask for pizza. Người này đang phàn nàn kêu là mỗi khi tôi muốn ăn pizza thì bạn á lại muốn gọi đồ ăn của tàu. Còn đó, mỗi khi tôi gọi đồ tàu, tôi muốn đồ tàu thì bạn lại gọi pizza. Thành ra họ đang gì? Họ đang thường là không đồng ý với nhau ha.
hay là luôn luôn muốn cùng một thứ, hay là both hate Chinese food, hay là cả hai đều ghét đồ tàu. Họ thường thường là không đồng ý, không đồng ý. Okay. Whenever I say I want pizza, you say that you don't. You always ask for Chinese. But then whenever I suggest Chinese, you ask for pizza. Okay. Tao.